Bác ấy là về kinh lạc nó không tốt này, máu thì thiếu này, và thiếu dinh dưỡng tại chỗ nữa này. Ví dụ ngoài ra là cái nơi mà ít máu nhất, thế cho nên là bây giờ bác ấy bổ máu là hàng đầu, thì ngưu trinh chi nghệ này, tảo này, sữa này là ba thứ bổ máu hàng đầu đi. Và một cái để tác động giảm đau thần kinh nó là B tổng hợp đấy, và gì 2Q180 để kích thích ăn uống, và gì hấp thu nốt tí mỡ nào ở ruột có vét được tí nào thì nó vét nó lấy nó hấp thu, quá thấp thì cũng nguy cơ vỡ mạch như thường nhá. Vậy thì đấy là cái tôi nghĩ là đấy là cái công thức hoàn hảo nhất. Bác phải uống sữa, và bây giờ gì ăn nhiều vào, và bác ăn thịt mỡ, thịt ba chỉ nhiều vào.